Những ngày vừa qua, làng nhạc Việt dậy sóng với cuộc đổ bộ của vô số sản phẩm âm nhạc của những nghệ sĩ hàng top. Đáng chú ý nhất hẳn là màn comeback đình đám của hoàng tử V-pop Sơn Tùng MTP với MV Chúng Ta Của Tương Lai, cũng là sản phẩm đánh dấu cột mốc trưởng thành rõ rệt sau hơn 10 năm làm nghề. Nhắc đến âm nhạc Việt Nam giai đoạn thập niên 2010 cho đến nay, Sơn Tùng MTP là cái tên tiêu biểu, hoặc cũng có thể nói là một biểu tượng. Từ một nghệ sĩ mạng, giờ đây Sơn Tùng đã sở hữu nhiều thành tích vô tiền khoáng hậu, một kỷ lục gia của V-pop. Anh là ca sĩ đầu tiên của V-pop đạt được tổng 1 tỷ lượt xem trên YouTube và cũng là ca sĩ Việt Nam đầu tiên cán mốc 10 triệu subscriber trên nền tảng này để giành được nút kim cương vào năm 2022. Bây giờ, việc Sơn Tùng liên tục phá kỷ lục lượt xem MV trong ngày đầu tiên không là chuyện gì xa lạ. Ngoài ra, fandom Sky cũng là điều rất đáng tự hào khi đây là cộng đồng tiên phong phát triển văn hóa fandom tại Việt Nam, có số lượng hùng hậu về các hoạt động quy củ. Nhưng fan nhiều thì anti-fan cũng chẳng kém. Bên cạnh music, tài năng, phong cách, những ý nghĩa xuất phát từ nghệ danh MTP thì còn một chữ T nữa là tai tiếng luôn đeo bám Sơn Tùng trong suốt 10 năm qua. Nhìn vào con đường của Tùng, có lẽ ta sẽ lại thấy nhiều gai hơn là hoa hồng. Muốn ngồi được một vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được một cảm giác mà không ai chịu được. Nhân dịp xếp trở lại, hôm nay hãy cùng Spider Room nhìn lại 10 bài hát quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh, cũng là những bông hoa đẹp nhất và nhiều gai nhất, để thấy con người này thật sự bản lĩnh tới mức nào qua bài viết của tác giả Hoàng Hiệp nhé. Mình là Pink Dot và chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, cơn mưa ngang qua, nắng ấm xa dần, 2011-2012. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Bộ đôi Cơn Mưa Ngang Qua và Nắng Ấm Xa Dần chính là điểm đánh dấu cột mốc lớn đầu tiên của Sơn Tùng MTP. Được đăng tải lên dinh MP3 vào tháng 8 năm 2011, Cơn Mưa Ngang Qua ngay lập tức gây sốt trong giới nhạc underground. Thu hút hàng triệu lượt nghe chỉ trong thời gian ngắn, Cơn Mưa Ngang Qua đã vượt xa kỳ vọng của Tùng. Dù là sản phẩm đầu tiên, nhưng nó đã chứng tỏ được khả năng sáng tác đáng gờm của anh. Trên con beat 사랑이 말을 듣지 않아 của nhóm nhạc Hàn Quốc Namola Family. 사랑이 말을 듣지 않아. Sơn Tùng viết lên những giai điệu R&B bắt tai và gây nghiện cực kỳ, ngập tràn hook và nghe một lần là nghiện. Cơn Mưa Ngang Qua sở hữu những câu hát có tính tách riêng từng câu cũng đủ cuốn, cứ văng vẳng mãi ở trong đầu. Không thể tin nổi, ở tuổi 17, Sơn Tùng đã có được tư duy làm nhạc đúng insight, bắn phát trúng đích đến vậy. Bài hát trở nên phổ biến hơn khi Sơn Tùng mang lên biểu diễn ở sân khấu Việt Nam Idol năm 2012. Cụ thể là với tư cách ca sĩ khách mời tại vòng công bố top 8. Và vào tháng 10 cùng năm ấy, anh cũng giành được quán quân chương trình bài hát yêu thích với Cơn Mưa Ngang Qua. Trên sân khấu, Sơn Tùng cũng thể hiện phong thái trình diễn đầy tự tin, kèm theo chất ngông ảnh hưởng từ thần tượng G-Dragon. Anh hát live cực kỳ mượt, không lỡ nhịp, hụt hơi một chút nào, dù bài hát mang tiết tấu gấp gáp. Nhờ đó mà Sơn Tùng đã gây ấn tượng với hội đồng chuyên môn và được dự báo sẽ trở thành một hit maker trong tương lai. Từ một cậu trai bị gia đình phản đối theo đuổi con đường âm nhạc, Cơn Mưa Ngang Qua đã trở thành bệ phóng đầu tiên, giúp Sơn Tùng nam tiến và trở thành sao hạng S như bây giờ. Tất cả xuất phát từ cùng một chiếc máy tính màn hình lồi Windows XP và một tài năng xuất chúng. Nhắc đến Cơn Mưa Ngang Qua thì không thể nhắc đến người anh em của nó, Nắng Ấm Xa Dần. Được viết trên con beat S1, Monologue. Nắng Ấm Xa Dần là một bản R&B hay không kém gì Cơn Mưa Ngang Qua, thậm chí còn mượt mà hơn trong cấu trúc bài, và còn cho thấy Sơn Tùng có thể viết rap và rap hay là đằng khác. Nhưng cũng chính vì mượn beat từ người khác mà sóng gió của Sơn Tùng bắt đầu ập đến kể từ sau bộ đôi này. Khả năng viết nhạc thân sâu của Tùng cũng không thể bao biện được cho những cáo buộc đến từ khắp nơi, vì suy cho cùng, một bài nhạc hay cũng có công lao lớn đến từ một bản phối hay. Sau này, Sơn Tùng MTP cũng đã phải thay áo cho hai ca khúc này bằng những bản phối mới. Căng thẳng leo thang khi cùng năm đó, Em Của Ngày Hôm Qua, hit lớn đầu tiên của Sơn Tùng MTP trên mặt trận mainstream ra mắt. Em Của Ngày Hôm Qua, 2013. Đạt 100 triệu lượt nghe trên dinh MP3 chỉ sau 3 tháng, Em Của Ngày Hôm Qua khẳng định vị thế của Sơn Tùng khi bước chân vào giới chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bản hit đình đám này lại mang về cho Sơn Tùng nhiều tai tiếng hơn là danh tiếng. Em Của Ngày Hôm Qua bị nhiều fan của nhóm nhạc Hàn Quốc SS chỉ ra có nhiều đoạn nhạc hao hao với ca khúc Every Night của nhóm. Câu ca.
Đồng thời, tạo hình của Sơn Tùng trong MV bao gồm trang phục và kiểu tóc bị cho là copy từ G-Dragon. Đỉnh điểm, ca khúc bị nhạc sĩ Huy Tuấn và các nhà sản xuất loại khỏi chương trình bài hát yêu thích, dù đã được bình chọn là bài hát của tháng 2 năm 2014. Em của ngày hôm qua cũng bị bay màu của danh sách đề cử của giải thưởng Làn Sóng Xanh năm đó. Giữa tâm bão dư luận, Sơn Tùng đáp trả lại và khẳng định không sử dụng bất kỳ giai điệu nhạc ngoại nào để sáng tác ra ca khúc của mình. Nhưng việc lấy cảm hứng từ beat nhạc ngoại thì anh thừa nhận, bởi đó cũng chính là cách làm quen thuộc bấy giờ của nhiều người. Lời phân trần của Sơn Tùng không phải là không có cơ sở, bởi xét về phần giai điệu, Em của ngày hôm qua gần như không liên quan gì đến Every Night. Họa chăng là chỉ có phần tương đồng về vòng hòa thanh. Hơn nữa, âm nhạc Việt Nam thời điểm đó đang ở giai đoạn hội nhập mạnh mẽ khi những phong cách mới từ quốc tế và châu Á đang dần du nhập vào nước ta, nên việc cảm thấy bài A mang âm hưởng của bài B cũng là một chuyện rất dễ hiểu. Thế nhưng, cái mác đạo nhái đã bám rễ quá sâu vào sự nghiệp của Sơn Tùng từ những ngày đầu tiên, nên cơn sóng dư luận lúc này không gì là cản nổi. Và kỳ lạ thay, dù bị chỉ trích khắp nơi, Em của ngày hôm qua vẫn được yêu thích cho đến tận ngày nay. Dù có gì xảy ra, âm nhạc hay vẫn là điều kiện đầu tiên và tiên quyết cho thành công của một bài hát. Và tài năng của Sơn Tùng vẫn là thứ không thể chối cãi. Âm thầm bên em, 2015. Năm 2014, Sơn Tùng không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc mà còn cả điện ảnh. Bộ phim Chàng Trai Năm Ấy do anh đóng vai chính thu về 60 tỷ đồng doanh thu phòng vé và trở thành một trong những bộ phim Việt Nam ăn khách nhất. Phần nhạc phim cũng gây được tiếng vang lớn với hai ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về và Không Phải Dạng Vừa Đâu. Nhưng như chúng ta đã biết, Chắc Ai Đó Sẽ Về tiếp tục dính phải nghi án đạo nhạc với ca khúc nhạc phim K-drama có tên Because I Missed You của nam ca sĩ Hàn Quốc Jung Yong-hwa, chỉ vì giống vòng hòa thanh. Chưa ngừng, sóng gió đã ập đến vào cuối năm 2014. Công ty chủ quản bấy giờ của Sơn Tùng là Van Production tố nam ca sĩ đã vi phạm nhiều điều khoản hợp đồng, tự ý hủy lịch trình dù đã từng nhắc nhở. Đáp trả, Sơn Tùng chia sẻ với báo chí, anh đã không đủ sức để chạy show với lịch trình dày đặc. Ngoài ra, Sơn Tùng cũng tố Van Production đã không đào tạo, nâng cao chuyên môn cho anh như thỏa thuận đã ký. Từ đó bắt đầu dấy lên nghi vấn cho rằng Sơn Tùng đã bị công ty chủ quản bóc lột. Ngày 2 tháng 10 năm 2014, Sơn Tùng thông báo đã chấm dứt hợp đồng với cả Van Production. Dù đây là hợp đồng ký 5 năm, bắt đầu từ năm 2012, nhưng Sơn Tùng tuyên bố mình có đủ cơ sở pháp lý để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Anh đầu quân cho WePro Entertainment và nhanh chóng ra mắt sản phẩm mới. Sơn Tùng nhận định, Âm Thầm Bên Em là một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Sau rất nhiều năm, người ta không bảo Sơn Tùng là đạo nhạc nữa, nhưng sự thù ghét thì vẫn ở đó. Các anti-fan dương cao tay súng và chỉ ra MV của Sơn Tùng có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh với Let's Not Falling In Love của Big Bang. Đạo diễn kiêm ông bầu Quang Huy phản pháo rằng, âm nhạc của Sơn Tùng, nhưng MV là do đạo diễn, quay phim, thiết kế, nên không thể nói Sơn Tùng đạo nhái được. Đừng có nhắm vào đầu một thằng bé, Quang Huy viết. Nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng, Âm Thầm Bên Em vẫn được những khán giả yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt. Tác phẩm được vinh danh tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh ở hạng mục đĩa đơn của năm, chứng tỏ tài năng của Sơn Tùng vẫn được công nhận bởi giới chuyên môn. Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, 2016. Bão đạo nhạc chưa dừng được bao lâu, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau lại đưa những chỉ trích Sơn Tùng lên đỉnh điểm. Chỉ với một câu trong phần điệp khúc có phần giống với nhịp điệu của We Don't Talk Anymore của Charlie Puth. We don't talk anymore. Chúng ta không thuộc về nhau. Sơn Tùng bị chỉ trích thậm tệ trên các trang mạng xã hội. Nhiều người còn cho rằng Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau chính là phiên bản lời Việt của We Don't Talk Anymore. Khách quan mà nói, giai điệu của hai câu này gần như là chẳng liên quan gì đến nhau. Điểm giống duy nhất phải chăng là có cùng 6 âm tiết ư? Bị soi mói và chỉ trích từ những điều vô lý và ngớ ngẩn như vậy, mới thấy Sơn Tùng giai đoạn này đã bị ghét kinh khủng đến mức nào. Vụ việc này nổi tới mức Google đã thống kê Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau lọt top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất năm 2016 tại Việt Nam. Sự tai tiếng xoay quanh ca khúc này làm ta đôi khi quên đi, nó cũng là một bài hát rất hay của Tùng. Con số thì không biết nói dối, hiện đang có 215 triệu lượt nghe trên YouTube, chứng tỏ sức hút khó cưỡng của nó. Trên nền Tropical House rất thịnh hành ở thời điểm đó, Sơn Tùng thong thả vẽ ra những giai điệu đưa đẩy, dễ nhớ và gây nghiện, làm bài hát nghe vừa chill lại vừa muốn nhảy theo.
Bài hát như thế cũng không đủ để khiến cho Sơn Tùng vực dậy khỏi cái mác đạo nhái, cho dù những sản phẩm âm nhạc của anh đã có được đầu tư đến mức nào đi chăng nữa. Những tưởng mọi chuyện sẽ tiếp tục đi xuống như vậy, cho đến khi quả bom Lạc Trôi phát nổ. Lạc Trôi 2017. Vào đúng ngày đầu tiên của năm 2017, Sơn Tùng thả quả bom tấn Lạc Trôi, sản phẩm đầu tiên sau khi Tùng tự mở công ty riêng, MTP Entertainment. Táo bạo và đầy tính thử nghiệm, Lạc Trôi đã đưa Sơn Tùng lên một tầm cao mới, xứng danh ông hoàng V-pop. Kết hợp với nhà sản xuất Triple D, Lạc Trôi mang một bản phối gồm tầng lớp âm thanh của các nhạc cụ dân tộc trên nền future bass sập sinh thời thượng. Sơn Tùng viết trên đó những giai điệu phức tạp và lời ca hoa mỹ, khó nhằn nhưng vẫn cực kỳ hợp với cả giọng hát linh hoạt và đậm chất R&B. Bài hát được ra đời từ nhiều ý tưởng khó nhằn và đầy đối nghịch như vậy, nhưng lại được tổng hòa theo cách không ai ngờ tới, rồi trở thành ca khúc nghe ép phê nhất trong bộ discography của anh. Đây cũng là khởi đầu cho hành trình thử sức với nhiều thể loại mới, từ đó cho ra những bài nhạc hay nhất sự nghiệp của Sơn Tùng, bất chấp có được công chúng đón nhận hay không. Bài hát đạt nhiều thành tích nổi bật, đạt 4,4 triệu lượt xem YouTube chỉ sau một ngày. Con số rất khủng lúc đó, tạo ra nhiều cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, với phản ứng tích cực từ khán giả. Nhanh chóng, Lạc Trôi trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Sơn Tùng. Không chỉ thành công trên mặt trận âm nhạc, Lạc Trôi còn góp phần thay máu cho thương hiệu giày lâu đời của Việt Nam, BTS. Khi ấy, BTS đang trong chiến dịch tái định hướng thương hiệu của mình, nhằm nhắm tới tệp khách hàng trẻ hơn. Phân cảnh Sơn Tùng MTP đi giày BTS Hunter trong bối cảnh cổ trang của MV Lạc Trôi đã làm bùng nổ các cuộc thảo luận và rất nhiều meme ở trên mạng xã hội. Sau đó, các fan Sơn Tùng, hầu hết ở độ tuổi từ 18 đến 24, thậm chí trẻ hơn, đã đổ xô đến các tiệm giày BTS, hòng sở hữu một đôi giày Chip Moment với thần tượng. Từ một thương hiệu tưởng chừng như là đã đi vào lãng quên, những đôi BTS Hunter bỗng chốc cháy hàng liên tục. Theo Brands Việt Nam cuối năm 2016, BTS đã tăng vốn từ 270 tỷ đồng lên đến 437 tỷ đồng. Lúc này, không ai dám nói Sơn Tùng đạo nhạc nữa. Lạc Trôi bằng âm nhạc thuần túy và cả sức ảnh hưởng vượt ngoài âm nhạc đã đưa Sơn Tùng lên một vị trí ngạo nghễ mà không một ai vươn tới ở V-pop cho đến tận bây giờ. Chạy ngay đi, hãy trao cho anh. Thành công không tưởng của Lạc Trôi cũng đã trở thành cái bóng quá lớn cho Sơn Tùng. Những sản phẩm sau đó của anh chàng thường bị đem ra để so sánh với Lạc Trôi, bao gồm Chạy ngay đi và Hãy trao cho anh. Với Chạy ngay đi, màn comeback chính thức của Sơn Tùng sau Lạc Trôi bị khán giả nhận xét là khó nghe khó ngấm. Đụng độ với Bùa Yêu của Bích Phương, Chạy ngay đi được cho là đã thua một bản trông thấy. Tuy nhiên, nhìn ở vị trí của Sơn Tùng lúc bấy giờ, việc chạy theo thị hiếu có lẽ không còn là ưu tiên số 1 của anh, mà đó phải là làm mới âm nhạc của mình. Chạy ngay đi vẫn sở hữu phần giai điệu bắt tai, nhưng bản phối thì không hề thân thiện với khán giả Việt Nam. Trên nền bass dày, Onion ném vào đó những âm thanh quyết liệt, đen tối và cực kỳ dồn dập. Nhịp độ của Chạy ngay đi không để cho người nghe thở một phút nào. Sơn Tùng còn chơi tới bến ở đến tận những giây cuối cùng với phần vocal được mix chồng chéo lên nhau. Ai hợp gu sẽ thấy đây là một bản phối thật sự công phu và choáng ngợp, nhưng một khi đã không thích sẽ không bao giờ nghe lại, vì thật sự Chạy ngay đi quá ồn. Do vậy mà độ hot và ảnh hưởng của Chạy ngay đi có phần kém hơn khi so với Lạc Trôi trước đó. Tuy nhiên, đây có lẽ là bước đi có tính toán của Sơn Tùng, khi Chạy ngay đi dù không quá thành công tại Việt Nam, nhưng lại là bước chân đầu tiên trong tham vọng vươn ra quốc tế của Sơn Tùng. Tác phẩm đã lọt vào top thịnh hành của nhiều quốc gia như là Úc, Canada, Nhật, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan. Tham vọng này tiếp tục được thể hiện rõ hơn trong Hãy trao cho anh, sản phẩm đánh dấu màn kết hợp không ai ngờ tới, Sơn Tùng và Snoop Dogg. Snoop Dogg là rapper lừng danh và gạo cội. Ông sở hữu đến 17 đề cử Grammy và từng kết hợp với những siêu sao như là PSY. Đôi khi đến những nghệ sĩ lớn ở quốc tế không phải muốn là mời được ông hợp tác. Thế mà Sơn Tùng đến từ Việt Nam chúng ta lại khiến ông hứng thú và góp giọng, khẳng định đẳng cấp của Sơn Tùng. Và đôi khi có những điều mà chỉ Sơn Tùng mới có thể làm được. Chúng ta của hiện tại. Cứ ngỡ Sơn Tùng sẽ thừa thắng mà ra mắt những sản phẩm hướng tới thị trường quốc tế, nhưng chúng ta của hiện tại lại mang Sơn Tùng trở lại với chất Việt Nam. Nhưng chỉ sau vài năm yên bình, làn sóng anti Sơn Tùng một lần nữa lại ập tới. Chúng ta của hiện tại bị nghi đạo ý tưởng từ bản beat Is Your Mind của producer GC. Thậm chí còn bị gỡ khỏi YouTube sau khi bị GC khiếu nại bản quyền. Sau đó, phía Sơn Tùng đã liên hệ và làm việc với GC và đi đến một thỏa thuận chung.
Với sự thiện chí, GC đã khôi phục MV và mong có cơ hội được hợp tác với các nghệ sĩ Việt Nam trong tương lai. Thông báo từ GC cũng chấm dứt ồn ào lần đó. Nhưng những chỉ trích không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn lan sang chuyện tình cảm của Sơn Tùng. Cụ thể, Sơn Tùng lúc bấy giờ vẫn bị đồn đoán là trong một mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Thiều Bảo Trâm, đã bị cho là ngoại tình với diễn viên Hải Tú, nữ chính MV chúng ta của hiện tại. Căng thẳng leo thang khi Thiều Bảo Trâm liên tục bóng gió về một người thứ ba, thậm chí còn ra bài hát "Phía sau lưng anh có ai kia" như hàm ý về sự phản bội của ai đó. Tất nhiên, không ai biết được thực hư đằng sau câu chuyện. Sau này có nhiều thông tin quay xe đến từ chính những người bạn thân của Thiều, nhưng đó đã là quá đủ để Sơn Tùng ăn gạch. Bỏ lại những xôn xao mà nói riêng về âm nhạc, chúng ta của hiện tại là một bản tình ca tuyệt vời. Trên nền phối khí lả lơi và đầy phóng khoáng, Onion đã thêm vào đó những tiếng kèn hoài niệm, kết hợp với phần giai điệu ngọt ngào và phần lời ca diễm lệ từ ngòi bút của Sơn Tùng. Một bài hát trữ tình quá hợp để nghe vào một sáng mùa thu nắng vàng, với gió heo may và dưới một bầu trời xanh ngắt. Chúng ta của tương lai. Chúng ta của tương lai là sản phẩm mới nhất và cũng là sản phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Sơn Tùng. Màn trở lại này báo hiệu cho những dự án dài hơi của Sơn Tùng. Trước mắt là Sky Tour và khả năng cao là một full album mới toanh. Sơn Tùng hơn 10 năm trong nghề, dù có cho mình nhiều thành tích đáng nể nhưng lại chưa có được một album chính thức. MTP giống một tuyển tập hơn là một album. Do vậy, người hâm mộ đang ngóng chờ những thông báo mới nhất về dự án. Nói về chúng ta của tương lai, Sơn Tùng mang đến một bản R&B pop nhẹ nhàng, dễ nghe, không khó đoán nhưng đủ để nhấm nháp trong lúc đợi những thứ bất ngờ lớn hơn. Ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết trước tương lai sau này. Có thể thấy âm nhạc của Sơn Tùng giờ đây có chút gì đó bình yên hơn và phù hợp hơn với con người hiện tại của Tùng, một người đã chịu đựng đủ những hỉ nộ ái ố của giới showbiz thị phi này. Có lẽ Sơn Tùng đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng vị thế của anh vẫn khiến cho sườn dốc bên này vẫn là ước mơ của nhiều nghệ sĩ khác ở trong nghề. Trải qua một sự nghiệp trông gai nhưng vẫn lẫy lừng, giờ Sơn Tùng có thể nghỉ hưu ở tuổi 30 hay lùi lại cho hậu thế. Tôi nghĩ việc đó chẳng còn quan trọng. Hãy thử nhìn mà xem, các phòng karaoke còn vang vọng những cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua hay là Lạc trôi đấy thôi. Sự nghiệp của Sơn Tùng sẽ luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ Việt Nam thế hệ mới. Âm nhạc Sơn Tùng vẫn ở đó như là một phần không thể tách rời của V-pop hiện đại. Như thế, chẳng phải đã là quá viên mãn với cuộc đời của một siêu sao rồi đúng không? Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!